Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Xin chào các bạn đến với giáo án Liên Quân, series truyền tải những thông tin hữu ích nhất để giúp các bạn sớm trở thành một cao thủ Liên Quân đích thực. Trong số đầu tiên của giáo án Liên Quân, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách di chuyển hiệu quả trong Liên Quân Mobile. Với một tựa game MOBA không có quá nhiều công cụ kiểm soát tầm nhìn như Liên Quân, bản thân mỗi người chơi sẽ có thêm trọng trách là trở thành con mắt di động cung cấp tầm nhìn cho toàn đội. Nếu như chỉ mắc võng ở đường, bạn đã đưa cả đội vào bóng tối tối tăm thay vì có thể di chuyển rộng hơn, như đi vào rừng của đối phương, đi hỗ trợ đường khác để kiểm soát tầm nhìn. Tầm nhìn mà bạn mang lại sẽ giúp đưa cả đội luôn ở thế chủ động, tránh những tình huống canh bất ngờ hay giao tranh ở thế bất lợi. Còn di chuyển như thế nào cho hiệu quả, chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Thời điểm sẽ là yếu tố quyết định tình huống di chuyển có đem lại tác dụng hay không. Một nguyên tắc cơ bản nhất mà gần như luôn đúng đó là chỉ di chuyển sau khi đã dọn sạch cơn lính. Hãy cùng tính toán một chút nhé. Từ cấp 1 đến cấp 3, một ma hạ cục đem về 150 vàng, từ cấp 4 trở lên là 200 vàng. Trong khi đó, chỉ việc tiêu diệt một đợt lính bao gồm 3 chú lính bé nhỏ vô hại đã trung bình đem về sấp xỉ 150 vàng. Như vậy, một đợt lính có giá trị gần bằng một ma hạ cục. Thế nên, đặc biệt là ở thời gian đầu game, đừng di chuyển khi lính còn đang ở đường nhé. Bạn đang phung phí rất nhiều ma hạ cục đấy. Đã biết thời điểm, vậy nên di chuyển trong bao lâu? Đợt lính đầu tiên xuất hiện ở giây thứ 10 của trận đấu, sau đó cứ đều đặn 30 giây lính sẽ xuất hiện. Như vậy, 20 đến 25 giây sẽ là khoảng thời gian hợp lý để bạn di chuyển khỏi đường, tính cả thời gian dọn lính và đi đi về về giữa các đường. Từ giây thứ 26 trở đi, hãy suy nghĩ đến việc quay trở lại đường của mình càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, không phải lúc nào dọn lính mới là ưu tiên hàng đầu. Hãy cùng phân tích lại tình huống di chuyển này của đồng năm trong ván 4 trận chung kết AIC 2020. Thế trận hiện tại, Sài Gòn Phantom vừa mất chiến công đầu và đang phải tranh chấp dòng hạng án Credus. Đồng Nam và Florentino đang ở đường giữa. Theo tư duy thông thường, Đồng Nam sẽ phải dọn đợt lính đường giữa sau đó mới di chuyển. Thế nhưng Đồng Nam ngay lập tức bỏ qua lính đường giữa và thậm chí cả đợt lính khổng lồ đường tà thần để đến khu vực hang rồng cùng những người đồng đội. Việc di chuyển sớm của Đồng Nam so với Juzo đã tạo áp lực quân số 5v4 lên mẹ team và tạo tiền đề giúp Sài Gòn Phantom cân bằng tỷ số về mà hạ gục và quan trọng hơn là cả về thế trận nữa. Nói tóm lại, lính dù là nguồn cung cấp tài nguyên quan trọng nhưng hãy linh hoạt cho các quyết định di chuyển. Mất một đợt lính để di chuyển sớm, lấy lợi thế cho team sẽ là một cái giá hợp lý. Sự đa dạng trong các diễn biến thực tế của trận đấu khiến việc đưa ra một lối di chuyển sách giáo khoa thật là khó cho chúng tôi. Nhưng hãy tham khảo một số cách di chuyển cơ bản nhất nhé. Trong thời điểm đầu của trận đấu, đợt lính đường giữa sẽ chạm nhau sớm nhất ở thời điểm 0 phút 30 giây. Đợt lính 2 đường cánh sẽ gặp nhau chậm hơn một chút ở thời điểm 0 phút 35 giây. Do đó với 5 giây chết này, một người trợ thủ xịn sẽ di chuyển ra đường giữa, hỗ trợ đồng đội dọn lính nhanh nhất có thể. Ở phiên bản hiện tại, trợ thủ có thể dọn lính mà không làm ảnh hưởng đến vàng và kinh nghiệm của đồng đội nên hãy đừng ngần ngại ra tay với những chú lính bé nhỏ nhé. Bước tiếp theo, trợ thủ và đường giữa sẽ cùng nhau di chuyển vào rừng đối phương để tranh chấp, hoặc cục xúc hơn là cướp luôn bùa lợi của đối phương. Một cách di chuyển cũng rất hiệu quả với meta ở thời điểm hiện tại đó là việc bộ ba đường giữa, đường rồng và trợ thủ sẽ di chuyển cùng nhau. Bộ ba này sẽ cùng nhau dọn lính thật nhanh ở đường giữa, di chuyển và kiểm tra con khỉ đầu lá của đối phương, di chuyển xuống đường rồng và quay lại đường giữa khi đợt lính thứ hai vừa chạm vào nhau. Với việc luôn có 3 người đi chung với nhau sẽ khiến đội của bạn luôn chủ động trong các tình huống giao tranh thời điểm đầu và giữa game đấu. Giờ hãy cùng xem lối di chuyển 3 người này hiệu quả ra sao khi được nâng cấp bởi đội tuyển hàng đầu thế giới Sài Gòn Phantom tại AIC 2020. Trong trận đấu vòng bảng giữa Sài Gòn Phantom và Mad Team, Lạc gần như bỏ đường giữa để đi cùng trợ thủ Zeref bảo kê cho chủ lực Red. Suốt khoảng thời gian từ 3 phút 30 giây cho đến 9 phút, thời điểm lấy được trụ đầu tiên đường rồng, Lạc đi về Red như hình với bóng. Thậm chí đã có những thời điểm Zeref di chuyển hỗ trợ những đường khác nhưng tuyệt nhiên Lạc không rời Red nửa bước. Nếu nhìn vào đội hình của Sài Gòn Phantom, chúng ta sẽ thấy được sự khoa học trong cách di chuyển của các tuyển thủ. Đồng Nam với chất tướng cơ động và không cần nhiều đồ để khỏe như Superman sẵn sàng bỏ lính, di chuyển bao map để lấy tầm nhìn và sẵn sàng giao tranh khi cần thiết. Lữ Bố trong tay Lai Băng bên cạnh tài nguyên rừng thì được nhường lính đường tà thần để khỏe sớm hơn. Chrissy của Lạc với bão lá thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một trợ thủ thứ hai của Sài Gòn Phantom. Cách di chuyển 1-1-3 của Sài Gòn Phantom vô hình chung dồn tài nguyên cho chất tướng Snowball mạnh như Lữ Bố ở đầu trận và khiến những quân bài dồn sát thương khủng như Pain, Batman của Mad Team hoàn toàn vô vọng nếu như muốn động vào Red. Trong trận tái đấu giữa Sài Gòn Phantom và Mad Team tại trận chung kết, có một tình huống di chuyển rất thú vị của người chơi lão luyện Juzon. Nhận thấy đang có tranh chấp 4v4 ở đường rồng, Juzon tiến hành chặn lính từ xa. Thậm chí đến đợt lính thứ hai, Juzon còn chặn lính trước trụ bậc thềm của Sài Gòn Phantom. Điều khiến Juzon liều lĩnh di chuyển chặn lính đó là vì tiền thủ này đã biết 4 thành viên của Sài Gòn Phantom đều không có mặt ở rừng mùa xanh nhà mình. Lối di chuyển khó chịu của Juzon khiến Đồng Năm buộc phải đưa ra sự lựa chọn giữa hai phương án và phương án nào cũng lỗ. Phương án thứ nhất, nếu như ôm trụ và ở lại lên dọn lính, Kim Rock của Đồng Năm sẽ đến giao tranh ở đường rồng chậm trễ hơn Max của Juzon rất nhiều. Phương án thứ hai, nếu như Đồng Năm di chuyển để đến giao tranh, tiền thủ này sẽ mất 2 đến 3 tân lính và thậm chí là cả trụ. Trước hai lựa chọn, Đồng Năm quyết định bỏ lên, xuống đường rồng để hỗ trợ nhưng cuối cùng không thu về bất cứ một thắng lợi nào.
Quả cầu tuyết to dần khi Kyrgios, sát thương vận lý chủ lực của Sài Gòn Phantom, bỏ nhiều tên lính và không có đồ trong giao tranh. Một mình sát thương phép của Bâng là không đủ để gánh vác nhiệm vụ gây sát thương cho Sài Gòn Phantom. Như vậy, có thể thấy di chuyển đóng vai trò thắng bại trong một trận đấu Liên Quân Mobile. Hy vọng những thông tin được truyền đạt trong video đã giúp các bạn rút ra những kinh nghiệm và tìm ra được phong cách di chuyển thú vị cho riêng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Giáo án Liên Quân. Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao.